Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, tỉnh ta có hệ thống di tích phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, theo thời gian, không ít di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, nhằm bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân và du khách gần xa. Tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về lĩnh vực này. Việc làm này được nhân dân vui mừng đón nhận, đánh giá cao. Đình Yên Phú, xã Khánh An, huyện Yên Khánh được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2021. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, cộng đồng của hơn 4.000 người dân thuộc làng Yên Phú xưa, nay thuộc các thôn Phú Thượng, Phú Hạ, Phú Trung. Tại di tích này, hiện thờ những tướng lĩnh thời Đinh như quan ngoại giáp Đinh Điền, Lịch Lộ Đại Vương. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đình cũng là nơi tập trung nhân dân tham gia đấu tranh giành chính quyền ở huyện lỵ Yên Khánh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại đình, nhân dân Yên Phú đã đón các thương bệnh binh chiến đấu ở chiến trường về điều dưỡng, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước. Được xây dựng cách đây hơn 200 năm với nhiều nét kiến trúc độc đáo, thời Nguyễn, nhiều mảng chạm khắc tinh xảo. Tuy nhiên, cùng với thời gian, hiện ngôi đình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là phần hậu cung. Thực trạng này gây nhiều khó khăn cho người dân khi tổ chức hoạt động văn hóa, tín ngưỡng. Một năm có 3 kỳ, kỳ Yên, kỳ Phúc, kỳ Hòa đấy, thì chúng tôi đều tổ chức, nhưng vào trong ấy là cũng rất thận trọng. Chỉ sợ đủ một cái không may nó rơi ngói xuống đầu, hoặc không may nó sập lở cái gì mà ảnh hưởng đến những người mà tham gia lễ hội thì cũng rất phức tạp. Di tích lịch sử Đình Yên Phú, do các cái điều yếu tố qua quá trình do phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân bị xuống cấp, địa phương đã đề nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư tôn tạo tu sửa, tránh tình trạng sạt lở, sụp đổ. Phần mái bị võng, tường bong chóc, các cột, vì kèo cũng đang bị mối mọt, rất nguy hiểm, đặc biệt khi mùa mưa bão. Vì vậy, việc đình được phê duyệt đầu tư tu bổ, tôn tạo lại thực sự cần thiết trong thời điểm hiện nay. Đây là một trong 3 di tích sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư tu bổ, tôn tạo trong năm nay. Hội đồng Nhân dân tỉnh chính thức phê chọn trùng tu tôn tạo lại khu di tích này thì nhân dân rất là phấn khởi và mong chóng được các cái nhà chức trách, các cái cấp có thẩm quyền tập trung để tu sửa, để tôn tạo lại, để đảm bảo cho cái nơi thờ tự và cái nơi phục vụ văn hóa tín ngưỡng dân gian của nhân dân. Trước cái sự xuống cấp của các cái di tích trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi đã tham mưu đề xuất để được đầu tư một số cái di tích có ý nghĩa quan trọng và là những di tích mà có tuổi đời khá là lâu. Đó là đình Yên Phú, đình Thượng Kiệm và chùa Linh Viên, đầu tư hoàn toàn bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Quyết định này thì không chỉ có ý nghĩa đối với việc trùng tu di tích, tôn vinh tiền nhân, bảo vệ các cái giá trị di sản văn hóa, mà còn cho thấy cái quyết tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với công tác bảo tồn di sản. Bảo tồn, tôn tạo thành phần gốc của các di tích trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần tăng giá trị, kéo dài tuổi thọ của các công trình, phát huy giá trị lịch sử, giữ gìn nét đẹp sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của nhân dân. Đây cũng là việc làm thiết thực, tạo tiền đề để các địa phương phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh.